9 câu đố giải mã rùng rợn về những loại búp bê đồ chơi cấm mang về nhà. Ai đó đã từng nói nếu bạn luôn mang theo tuổi thơ bên mình thì bạn sẽ chẳng bao giờ già đi. Hey yo, xin chào tuần mới 500 anh em. Các bạn có luôn mang tuổi thơ bên mình như câu nói trên không? Và trong thế giới tuổi thơ đó, chắc chắn là cả bầu trời mộng mơ với những món đồ chơi kích thích trí tưởng tượng bay xa đúng không? Nhưng ngoài những đồ chơi bổ ích như gấu bông, Rubik, Lego thì còn những loại đồ chơi vô cùng rùng rợn, nhìn đã muốn ném đi ngay lập tức. Chứ nói gì đến câu chuyện ẩn giấu ly kỳ và đáng sợ phía sau chứ. Vậy nó là những loại đồ chơi gì? Tại sao lại đáng sợ như thế? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy trải qua 9 câu đố ngay sau đây để biết đường mà tránh nha. Đầu tiên không thể không nhắc đến một loại đồ chơi đã từng làm cộng đồng mạng, nhất là các bậc phụ huynh lên án suốt một thời gian vừa qua, và đó là Kumanthong. Đố bạn biết Kumanthong là gì? Nếu bạn vượt qua được câu hỏi này thì tầm hiểu biết của bạn phải lên level max luôn. Bạn bè sẽ trầm trồ về kiến thức sâu rộng của bạn lắm đấy. Ok, con dê, và Kumanthong đó là gì nào? Nhìn thì giống như một loại đồ chơi vô cùng xinh xắn và đáng yêu, nhưng thực chất lại là một loại bùa ngải đấy các bạn ơi. Trong suốt một thời gian dài, con búp bê bùa ngải này mang tới một cơn sốt lớn trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng chỉ cần nuôi con búp bê này trong nhà là có thể cầu được mọi thứ. Eo khiếp, nghe đến đây bắt đầu lông gà lông vịt trên người dựng đứng cả lên rồi. Vậy thực hư thế nào, có linh nghiệm vậy không? Thì chúng ta cùng tìm hiểu những bí mật tiếp theo nha. Đố bạn biết Kumanthong có nguồn gốc từ đâu? Sawadika. Chào các bạn, mình là búp bê người chơi hệ tâm linh. Mình đến từ đất nước Thái Lan xinh đẹp và vô cùng huyền bí đây. Các bạn biết tại sao mình được gọi là Kumanthong không? Trong tiếng Thái có nghĩa là cậu bé vàng hay quỷ linh nhi đấy. Ôi trời ơi, cứ tưởng có nghĩa là dễ thương hay xinh đẹp cơ. Ai ngờ cái tên giật mình ngã ngửa thế chứ. Chắc chắn có gì được che giấu phía sau em nó, thì ý nghĩa mới là quỷ linh nhi như thế. Bạn nào đủ dũng cảm và muốn hiểu biết hơn tất cả bạn bè của mình thì tiếp tục giải mã câu đố kỳ bí tiếp theo đây nè. Kumanthong được tạo ra như thế nào, liệu bạn có biết không? Ôi, nghe cái là sợ xanh người liền đấy. Chuẩn bị tâm lý chưa anh chị em? Để có một ẻm cúp bế Kumanthong, chắc có bạn nghĩ rằng đây là loại búp bê đắt tiền thôi, mua ở chợ về rồi niệm chú qua loa, xong đồn thổi lên là quỷ linh nhi đúng không? Tắt ngay suy nghĩ đó đi nha. Cách tạo ra Kumanthong sợ khóc thét và không hề đơn giản đâu. Các thầy pháp hoặc nhà sư tại Thái Lan sẽ phù phép bùa chú để vong hồn thai nhi ám vào một con búp bê như các bạn đang thấy đây. Họ quan niệm làm như thế để linh hồn ác sẽ được giải nghiệp chướng, ngăn không cho hại người và sớm đầu thai làm người tốt. Chính vì thế mà Kumanthong sẽ chia làm hai loại, một là Kumanthong được cho là bùa hộ mệnh may mắn và ngược lại là những người xấu mua về với ý muốn yểm bùa nguyền rủa hại người khác. Thật sự không thể tin được và quá là điên rồ. Và sự thật là nhiều người mù quáng mua về đã nhận hậu quả bị Kumanthong phản đòn, nhận lại nhiều tai họa cho bản thân và gia đình, thậm chí là mất mạng đó các bạn ơi. Tốt nhất là nhìn thấy thì tránh xa ra nha. Tiếp đến là bí mật vô cùng bất ngờ con cá cờ, bao người tò mò thắc mắc đấy. Đố các bạn biết Kumanthong có biết uống sữa, ăn bánh ăn kẹo, chơi đồ chơi như lời đồn thổi không? Hãy dùng IQ của các bậc thầy giải đố, chúa tể kiến thức để khui ra bí mật đó đi nào. Ý kiến của các bạn thế nào? Comment đi, nhanh trí cho lên TV. Có thể nhiều bạn thấy hình ảnh búp bê Kumanthong với năng lực siêu nhiên ngồi trước cái bàn bày biện, nào là đồ chơi, sữa được cắm sẵn ống hút hay bánh kẹo ngập mặt rồi uống nước, uống sữa, rột rột như người đúng không? Nhưng những ai tin thì đều bị dắt mũi cả thôi. Để lật tẩy điều này thì chính thức phóng viên Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam VTV đã đến một cửa hàng bán Kumanthong để giả vờ làm người mua và kiểm tra thì thấy người bán dùng 9981 câu bùa chú nhưng không hề có giọt nước nào chảy ra cả. Đồ chơi thì lý do là hết pin. Còn để có các video thần thánh Kumanthong uống sữa uống nước thì họ có thể dùng mánh khóe như thế này để qua mặt chúng ta mà thôi. Và bây giờ là một câu đố tiết lộ sự thật về hậu quả của việc chơi Kumanthong mà bạn nào thông minh cũng nên biết đấy. Đố bạn biết YouTuber Việt Nam nào chơi Kumanthong đã bị Kumanthong vật? Hẳn là các bạn hay xem YouTube thì đã biết rồi đúng không? Có khi là còn biết rõ chứ. YouTuber đó chính là chị Thơ Nguyễn của chúng ta đấy. Trong một video vào hồi tháng 3 năm 2021 vừa qua, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã đăng tải clip chị chủ kênh Thơ Nguyễn bế một búp bê trên tay gọi là Kumanthong với nội dung là để xin vía học giỏi. Nhưng ngay sau đó thì học giỏi chưa thấy đâu mà chị đã bị nghiệp quật, phải sống mai danh ẩn tích suốt một thời gian. Đặc biệt là các bậc phụ huynh giận dữ phản đối gay gắt, Bộ Thông tin và Truyền thông thì mời về làm việc. Video đã bị xóa, kênh YouTube riêng phải ẩn đi. Tuy đến giờ đã chính thức xin lỗi nhưng không được các bạn nhỏ yêu mến như xưa nữa.
Đấy các bạn ạ, đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu, nhớ tránh kẻo rước họa vào thân nha. Và tiếp theo là một con búp bê có thể khiến bất cứ ai nghe đến cũng muốn bỏ chạy mất dép đấy. Và đó là con búp bê nào? Đố các bạn biết con búp bê đáng sợ nhất thế giới có tên là gì? Xin chào các trai đẹp gái xinh, ai dám bước ra đây đáng sợ thứ nhất thì gặp Annabelle tôi ngay nhé. Cẩn thận kẻo tắt điện không kịp đâu. Nhưng tại sao lại đáng sợ thế? Hẳn không ít các bạn ở đây đều biết búp bê Annabelle xuất hiện trong một bộ phim kinh dị. Thế thì chưa đủ bất ngờ đâu. Để mà nói là đáng sợ thì phải khai quật tiểu sử thật của nó. Câu chuyện về Annabelle là búp bê có thật đấy các bạn ơi. Một người đã mua búp bê này về cho con gái của họ nhưng không biết rằng đây là búp bê ma. Sau đó xảy ra bao nhiêu tai ương trong nhà, cô bé đã quá sợ hãi và trao nó cho viện bảo tàng huyền bí Warren ở Mỹ. Nếu các bạn có cơ hội có thể tới thị trấn Monroe, bang Connecticut, Mỹ và hỏi thăm người ta chỉ cho, có dám đi hay không? Comment ngay, dám luôn hoặc không đâu sợ lắm để xem độ gan dạ tới đâu nha. Thứ 7, rùng rợn búp bê đồ chơi tự biết mọc tóc. What the hell? Đúng là chỉ ai có thần kinh thép thì mới dám xem tiếp thôi. Liệu rằng các bạn có phán đoán được búp bê tự mọc tóc có tên là gì không? Chúc mừng bạn nào đã đoán bừa mà cũng đúng nhá. Đó là con búp bê Okiku, một cái tên rất Nhật Bản. Khi nghe đến chuyện búp bê biết tự mọc tóc đã thấy hơi nghi nghi rồi, thế mà nó lại là thật các bạn ạ. Để xét về độ đáng sợ và ác độc thì búp bê này hiền từ hơn nhiều. Chỉ là sau một thời gian cô bé chủ nhân của búp bê này mất vì cơn bạo bệnh thì gia đình cô đã phát hiện ra một con búp bê mà con gái họ chơi bao lâu nay tóc đã tự dài ra. Một thầy phù thủy nhận định là linh hồn cô bé đó không siêu thoát được đã nhập vào búp bê của mình. Sau đó vào năm 1938, gia đình đã trao búp bê Okiku cho một ngôi chùa. Đến nay vẫn còn lưu giữ ở chùa Manneji ở Hokkaido, Nhật Bản nha mấy bạn. Eo ôi, không ngờ là búp bê nhiều khi lại đáng sợ phát ớn như thế. Vậy còn trận chiến sức mạnh giữa ẻm Annabelle và ẻm Kumanthong khi lên sàn đấu so găng thì ẻm nào sẽ mạnh hơn nhỉ? Chúng mình cùng dự đoán và đợi kết quả nha. Mình tưởng tượng thôi mà đã thấy gắt lắm rồi. Annabelle hay Kumanthong đều có linh hồn ma quỷ chiếm giữ, ai mà chả đáng sợ như nhau cơ chứ. Tuy nhiên mình cho rằng Kumanthong sẽ mạnh hơn, dữ hơn vì nó được phù phép bởi các thầy phù thủy cao tay có thể khiến Annabelle bị quật không thương tiếc. Nên rất có thể Annabelle sẽ phải ngả mũ chào thua ván này. Ái chà chà, Annabelle mà còn thua thì ai mới thắng được nhỉ? Hay là búp bê Squid Game, liệu rằng búp bê thế hệ mới này có mạnh hơn không? Bạn đoán xem. Bắt đầu thấy có sự khác bọt rồi đấy. Kumanthong thì là linh hồn chiếm giữ, ai xâm phạm nó thì nó mới quật. Còn búp bê Squid Game thì không có linh hồn, nhưng sức mạnh tàn bạo thì không ai bằng. Đôi mắt láo liên, cái đầu quay 360 độ, chưa cần biết ghét yêu thế nào, chỉ cần cử động phát là pàm luôn. Cái cục kết ra sao, các cao thủ võ lâm hãy lên tiếng bình chọn xuống ô bình luận bên dưới nha. Còn ngay bây giờ là phần qua trò chuyện trực tiếp cùng fan cứng, phát sóng độc quyền tại Nhanh Trí đây. Hôm nay mình sẽ gọi tên bạn như Quỳnh. Chị ơi, chị cho em lên TV một lần thôi, mà em comment hoài mà chị không cho lên, em buồn quá hu hu. Có nhiều comment cuối tuần nên mình bị bèo giạt mây trôi bạn yêu ơi. Thấy cái thì cho lên liền, có tiếc gì đâu. Bạn yêu có đây không? Nhớ trả lời mình nha. Bạn Oanh Ngô, em không trả lời được nhiều nhưng video rất hay, coi hoài không chán, mãi mãi yêu Nhanh Trí. Cố lên bạn Oanh ơi, nếu chinh phục được hết câu đố thì mình tin chắc bạn sẽ là bà hoàng kiến thức đấy. Chúc bạn may mắn nha. Bạn Lan Candy, chị Nhanh Trí ơi, nếu chị cho nhiều cung market trên kênh của chị, em sẽ cho cả lớp em đăng ký kênh của chị luôn. Yêu Nhanh Trí nhiều. Hí, bạn đón xem mấy video hé lộ về các cung hoàng đạo của Nhanh Trí chưa? Báo cả lớp và xem gấp nha, market có nhiều luôn đó. Yêu bạn. Còn những bạn như Giang Cam, Bội Santa, Diệp Phi, Vân Vân và Mây Mây, các comment ngọt xỉu ấp xỉu đào, mình đã thả tim và cất vào tim mình rồi nè. Các bạn nhớ lót dép hóng để thấy hình lên video lần sau nha. Còn bây giờ thì đừng quên ủn mông Nhanh Trí bằng cách thả ngay một like, share và đăng ký kênh, rồi tắt điện thoại đi để học bài và đi chơi nha.